Ờ, cho hai con để thử, cái này là để cài đặt thời gian cho anh thôi. Đây là cá chép giòn. Bà con có nhu cầu quan tâm đến máy đánh vảy cá Takeo TK500, hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video để được kỹ thuật viên tư vấn và lựa chọn sản phẩm máy đánh vảy cá phù hợp nhất cho mô hình sản xuất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.